Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Vâng, thì hôm nay mình sẽ làm clip bình luận Fast Map Thành Trung Hoa nè. Đẹp vui ngày xưa, quán trọ sao mà mà Fast Map này nó không có bị đít ra. Rồi, mình sẽ hướng dẫn bằng cách mẹo đua map đó. Rồi, bây giờ là map qua đầu tiên đi. Rồi, cái map thời thơ ấu mà với những bàn tay đua tập phát này. Wow, cái con nhân vật của tôi 10 năm trước tôi thấy nó hình bị nhạc rất là quen thuộc rồi. 10 năm sau vẫn vậy. Vâng, một cái điệu nhảy mà nó tồn tại hết 10 năm mà đéo thay đổi. Vâng, vẫn như ngày nào, tôi vẫn thấy chiếc xe tan can của tôi nó vẫn lộn và biến thành chiếc xe. Rồi. Vâng, thì đối với những map Thành Trung Hoa thì mấy bạn cứ thoát thoải mái đi, không sao đâu. Hồi nói tới cái khúc kia thì mình chỉ cho. Đó, thấy không? Thì kết hợp giữa phát đi với phát châu luôn, thấy không? Ôi mà yếu quá, xong rồi yếu ôi luôn. Mất rồi, mất tết rồi. Phát tết luôn, phát tết rồi. Quá này phát tết gà lắm, món lặng cũng cảm. Rồi, cái khúc này mới quan trọng nè. Các bạn đợi khoảng 38 giây rồi hãy cán đích quan. Đó. Thì vì sao? Thì mỗi dòng các bạn khoảng từ 37 đến 38 giây. Rồi hãy cán đích quan nè. Đó. Wow, cặp này tôi hay phát tết cũng được nè. Ồ, lên tốc độ cao, Rồi. Kiểm soát không có nổi nè. Rồi, bây giờ chờ thời gian để tính coi 38 cộng 38 bằng 76. 76 tương đương với 1 phút 16. Đúng rồi, hay quá. Không muốn mình học tối giỏi ghê luôn. Đó, rồi, ok. Xin lỗi anh em nha, bắt tít còn gà lắm. Mong các bạn đừng có ném đá, ném gạch vào mình. Rồi hết lần rồi, này phải chạy thường nha. Đó. Rồi tới khúc này mới quan trọng nè. Khúc này khoảng 1 phút 55 đi. Đó, là mình hãy cắn đích qua. Mình về đích luôn nữa. Thì có nhầm bạn về đích được khoảng 1 phút 52 đó. Cũng hên lắm được 1 phút 52 á. Đó. Đó, bây giờ là cầm cái chai bia rồi, giật quá giật. Vinh quang cho đường đưa. Tôi thấy cái đuôi xe nó khó chơi quá. Tháo ra đi. Ồ. Tháo ra bây giờ. Đâu đuôi xe đâu rồi. Tiếp theo đó là niềm vui ngày xuân. Vâng, lại nữa rồi. Cái điệu nhảy này nữa. Đó, lắc đầu. Lắc mình luôn nha. Đó, lắc chân luôn. Đó. Vâng thì cái map này chắc nhiều bạn cũng khá ức chế phải không? Rồi. Cái map này yêu cầu mấy bạn là không được có phát tiếp nè. Nếu như có phát thì hạn chế lại. Đa số của phát chơi thôi. Đó. Vừa mới vô bạn tìm đi cho bạn tu thường đi. Mấy cái gì mình phát cổ điển cũng được không sao. Đó. Nhớ là hạn chế phát tiếp nha. Ồ, chưa lại đi vô nữa kìa. Ồ, chắc phát một chút cũng không có sao đâu. Rồi, khúc này mới quan trọng nè. Mấy bạn phát cho khúc này nè. Đó. Rồi, ấy, rồi, đụng rồi. Rồi.
rồi khách cho khúc này nữa nè, thấy không? Đó, yên tâm đi, mấy bạn khách khúc này bạn không biết hết đâu. Lưu ý nha, khách cho là đừng có qua cua khúc này nha. Qua cua này là bị out liền. Có gì mình dừng lại hả? Và cái khúc đi xuống này thì mấy bạn cứ chạy thường đi. Đừng có phát cho hay phát chết gì dơn á. Kiếm đi chô chạy bình thường đi. Bạn cứ phát cổ điển cũng được, không có sao. Phát cổ điển luôn, không sao đâu. Rồi lại không đầy nitro nữa. Thôi phát một chút không có sao nữa đâu ha. Rồi vẫn như dòng một, các bạn cứ phát cho mặt khúc này đó, cứ phát đại không sao đâu. Nhớ là cái khúc này đừng có qua cua nè, ôm cua xong mà hãy dùng đi chô nè. Rồi đó ha. Rồi bây giờ là cứ chạy về bình thường nha, chứ đừng có phát gì hết trơn nè. Nè wow, 2:06 cái lượt mới của mình luôn, tuyệt vời. Có nhầm bạn, cái map này mình cũng cách mẹo của mình thôi, như vậy thôi. Nào ví như mấy bạn nào có mẹo khác thì cứ chia sẻ với mình, hoặc chia sẻ với bạn bè luôn nha. Tại mình vừa mới tìm được mấy cái mẹo đó. Rồi giờ là cuối cùng là cái map quán trọ sao mà. Rồi một bộ map quán trọ đâu có tiêu rồi. Nó đâu rồi ta? Hình như ở trên phải không? Đây nè, đây nè. Vâng. Tôi biết vũ điệu này nè, đây là vũ điệu hú hồn chim én. Hú hồn chim én nè. Đó, chào tạm biệt chim én rồi, rồi xong rồi vỗ tay, quay vòng vòng nó. Rồi. Vâng, thì cái map quán trọ sa mạc này các bạn cứ 100% là đua thường nha. Phát một chút là bị ơ qua liền nha. Rồi các bạn có thể tham khảo cách đua của mình. Cái map này mình đua khoảng tới 1:43 đua thường á, có thả tiếng rồi các kiểu. Lưu ý là mình thật ra là map này mình cũng không có phát cổ điển đâu. Đó ồ, bay xuống rồi thấy không, tốc độ 600 mấy luôn. Rồi, tới khúc này là thả tiếng nè. Đó, nhanh không? Ghê. Wow. Thả tiếng thôi, không thả tiếng thôi. Rồi luôn, thả tiếng đéo đầy đi chô luôn. Rồi luôn, á. Vậy nè, khúc này thả tiếng nè, nó thấy không, nhanh đàng hoàng luôn. Lưu ý nha, cái map này nó thẳng, đừng có phát nha, đừng có dụ cái vụ trôi ngang nữa nè. Đừng có phát gì hết trơn á, đừng có trôi gì hết trơn á, cứ đưa thường đi. Rồi coi luôn, bỏ thạch luôn, là quá tuyệt vời luôn rồi. Phải ông cua mà đúng rồi, chúng cái đuôi xe chịu. Rồi bây giờ bay xuống và tận hưởng niềm vui nè. Đó, 1:49. Cái map này mình, cái lục của mình đó là 1:43 đua thường nhưng mà có thả tiếng. Rồi bây giờ là phong trào cầm chai bia và ăn mừng. Nó chai bia lắc mấy chục vòng luôn.
Rồi, gồm bạn thấy clip của mình như thế nào? Nếu hay thì nhớ like, subscribe và share cho mấy bạn cùng xem. Nếu như mà nếu như mấy bạn nào mà còn mẹo nào khác nữa thì cứ chia sẻ với mình nha. Tạm biệt mấy bạn, tạm biệt mọi người, tạm biệt fan, nói chung là tạm biệt tất cả mọi người. Ok.